Hello, chào tất cả anh em đã đến kênh Nguyễn Vũ Audio. Cơm anh em chung quán mặt hàng âm thanh 7 Nhật Mỹ đúng hàng anh em. Và tiếp sau đây hôm nay thì em làm cái clip này thì giới thiệu với anh em là cách đấu nối giữa con văn cơ, là con văn cơ anh em. Con cơ này Wutin nha. Con này thì hàng khủng long rồi. Hàng này gọi là hàng độc quyền nha. Nói chung là hàng này hàng gọi là hàng VIP. Dòng này là cơ bản anh em, Wutin xịn luôn nha. Wutin xịn anh em đây nè, nó để chữ KM5F2 ha, chữ Wutin đồng hoàng anh em, có chữ Wutin đồng hoàng nha. Đây thì em sẽ cho anh em thấy những cái đây như Wutin nằm ở đây nè. Đó đây là vang Wutin anh em, con này em bán rồi, bây giờ còn một con duy nhất, thì anh em nào có nhu cầu cần thì mua. Con này thì không có thể nào chê được, hàng VIP đó anh em. Tại sẵn đây thì em làm cái clip này nè, em nói giữa lấy tiếng echo của con này mình đưa qua mượn qua cái bàn mixer để nó mình làm cái effect, nó làm cái echo gời nó anh em, nghe giống như nhà mình có mình tận dụng mình xài đó. Thì có số khách hàng đang mua em mà mua con này về có mới có cái vang cơ hoặc là vang số đó mà cách đấu nối không nó không được, thì sẵn em làm clip để cho mấy ảnh xem luôn, mà mấy ảnh làm theo để khách hàng làm theo anh em. Và ở đây thì nó về lại hai con của EQG anh em, hai con EQG này ha, của hàng Bway nha, hàng Midua đồng hoàng anh em. Rồi đây là bên trong, để em tháo cho để anh em xem, tại vì cái này con kia bán rồi, con này con sau, thì ở này nó về được hai con sau mới về, thì nó cũng là Bway cũng y gan, nó là hàng xịn nha. Đây là hai con anh em. Đó hai con anh em nào cũng có cần mua tranh thủ nha, nó không có nhiều đâu, dòng này cũng có nhiều. Thì sẵn đây em cách em ghép nối giữa cái con EQG này nè, EQG dưới với mixer với một cái con van cơ kết nối với mixer luôn nha. Ở đầu bắt đầu em đi vào hướng dẫn anh em làm theo, còn những anh em nào biết thì xin bỏ qua. Thì mỗi người giữa anh em nào có hay nữa thì có một cách nào hay hơn thì anh em sẽ tư vấn hoặc là inbox dưới để cho những anh em khách hàng nó xem video và nó được hiểu biết thêm. Thì trước mắt em hiểu biết được bao nhiêu thì em hướng dẫn trên đây bao nhiêu, còn những anh em nào có cái hay thì anh em làm dạng như hướng dẫn cho anh em để xem. Và em đi vào giới thiệu anh em ha. Bây giờ đầu tiên đây là một cái con văn cơ nè, đây này mở mở màn hình lên, tại vì cái máy cái này màn hình nó bị chiếu nên ánh sáng nó có hình nữa anh em. Nó ra đây nè, tại do này quay đang quay ánh sáng nó chiếu ngược ha. Nó đây là đang mở nguồn nha, mở nguồn anh em ha, thấy à. Thì con này thì nó có echo rồi vệt đầy đủ nha anh em, rồi vệt đủ. Anh em muốn xem cái con này thì xem lại cái clip đăng về con băng cơ Putin này. Thì bắt đầu em đã kết nối nè anh em, kết nối ha. Thì ở đây sau này em hướng dẫn anh em này ha, tại vì cái con này xài đường mic phía sau nè, đường mic phía sau anh em, ghim đường mic phía sau, đường mic nè, này mic 1 ha, thì đường ra đường đường mic nè, đường mình ghim micro đây nè. Bây giờ mình không ghim, mình ghim từ cái đường này ha, mình ghim từ bên cái đường của thằng thằng ốc sen anh em, ốc sen ha, ốc sen thì mình đường mượn đường ga đó nè, đường ga ốc sen mình gửi về, mình gửi về qua đường mic, qua đường mic go anh em, qua đường mic go này ha. Chút nữa em sẽ quay lại em nói chi tiết hơn. Còn cái đường này á, thì là đường out nè, out của led nè, thì mình mượn mình ghim qua bên cái thằng đường line, thì mình muốn xài line xài lại mình ghim vô đường đường citygun nè cũng được nè anh em. Và để em alo hướng dẫn nhẹn cái em quay lại cái mixer nhé, cái vàng là cho anh em xem luôn nha. Đây đây thì đây là cái micro em đã làm sẵn rồi nha ha. Thì anh em để ý nha, cái đường này thì mình ghim đường này thì mượn là được effect đó nha, mượn cái được effect nha. Cái nó đang nói cái con mixer này là con mixer khác nha, 1642 nha anh em. Giờ em đưa đẩy lên này nha, 1 2 2 đó anh em thấy không. Giờ em hạ cái echo nè, alo 1 2 2 2 là tiếng khô anh em, tiếng khô. Mình đẩy cái này lên thì echo lên nè, alo 1 2 2 alo 1 2 2 2 hay. Thì bên đây anh em cũng lý em dặn cái mất mất cái này là
EFF là FED đó. Giảng chứ giảng đó nè. Alo, 1, 2, 2. Lấy mất ego này, lên nè. Alo, lô, 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 lô. 1, 2. Đó là em đang nói là mình chỉnh cách mình đóng nói nè anh em. Để em quay lại cái ung quan này cho anh em hướng dễ coi hơn ha. Tại cái này nó đang ghim điện nè. Để em rút ra nè. Đó. Đây. Đây anh em biết ha. Đây là cái đường này nè, cái đường nó đường ao anh em, đường ao của phía sau của mấy con vang mình nó thì đường led là đường g phải là ao nè, led led nè là ao nè, đường ao ao đường này đường ghim mình ghim vô cái men anh em. Thì mình muốn làm con này cô gọi thì mình ghim đường này đường ga nè. Đường ga này thì anh em lấy đường ga của đường mà xuống men thì anh em ghim vô đường link của con mixer. Con mixer ha, ghim đường mixer nha, ghim đường mixer này. Nhưng anh em đi nha, thì anh em ghim thì anh em những cái đường mà tổng của thằng mấy thằng ốc sen nó có volume tổng là anh em dặn nhẹ thôi nha, đừng dặn lớn quá nó sẽ bể tiếng nha, nó bể tiếng luôn á. Và với hai cái đường này nè, đường là ốc sen nó gửi nè, nếu này máy này đi chung một nút này nè, là đi chung nguyên dãy nè anh em, nguyên dãy trên đây ha, trên dãy này nó có ghi tên nè, ốc sen nè. Đây đó, dù anh em ghi 1 thì chỉnh 1, ghi 2 chỉnh 2. Nó có cái số như đây. Thì đó xong thì cái đường ga của con quang nè. Thì ghim vô đường link là đường link tất cả mình sẽ ghim. Anh em ghim link nào, dù như link số 3 thì chỉnh đường dãy số 3. Ghim số 4 thì chỉnh dãy đi số 4. Thí dụ vậy. Còn mà khi anh em ghim này đường này xong phải không? Còn cái đường Migo của mình nè. Thì đường Migo nè, đường Migo này ha. Cái con này nó bị thiếu hai nút này nha, thiếu hai cái nút dặn này nè. Đây con này con cù để xài đó, nhưng mà giờ anh em nào mua bán luôn hàng đồ này thì anh em yên tâm, nó không hư đâu, hư cũng khó sửa lắm. Ở này đường ghim mít go nè, thì anh em gửi qua đường sen anh em đường sen này nè, qua đường sen ha, để em quay cái mixer luôn đó. Đây anh em này ha. Đó đường sen nè anh em. Đó thì anh em ghim vô cái đường sen 1 nè. Ví dụ nè, ốc sen nè. Ốc sen nè anh em, là ghim vô đây. Ví dụ anh em ghi số 1 thì anh em chỉnh cái dãy nút số 1 này nè. Số 1 nè ha. Dãy số 1. Còn anh em muốn ghim mà dãy số 2. Dãy số 2 thì ghim vô đây dãy số 2. Là đường này mình truyền dài về cái đường mic này nha, về đường mic go của con quan cơ. Rồi giống quan cơ nha. Nó ghim đây ha. Còn anh em không muốn mà ghim đường line, không muốn ghim đường line mà của đường ao của con quan cơ này nè. Anh em không muốn ghim như đó thì anh em ghim xuống dưới đường này nè, ốc xì tên nè. Ốc xì tên cũng được nha. Ghim đây. 1 2 2 3 3 thì anh em ghim bên đó, bên đây thì nó tương xứng với nhau. Ốc sen và xì tê nè. Ốc xì tê nè. Ốc xì tê là đường này đường giống như là đường vào đường ra nè, nó giống như này vào này ra để nó gửi về đó anh em, nó vậy thôi đơn giản. Còn cái đường hai đường này thì đường này em ghim ra xuống men nè, tại vì này có cái nông mà, tại em sẵn em để sáu ly, em ghim sáu ly luôn. Anh em muốn cái nông thì ghim cái nông đây. Đang nói gì con mixer của thằng 16 1642 VZG nha. Con này thì âm thanh thì miễn bàn cho anh em, miễn bàn luôn. Dòng này thì anh em chơi show sự kiện gì vô tư hết, nói chung không có chơi được anh em ha, không có chơi được nha. Rồi đây thì đó là em nói về cái cách nối mà giữa con vang với con mix ghép, mình kết nối với con mixer nha. Đó nói anh em luôn, để em quay lại ha, quay lại nha. Và sau đây thì tới đầu em hướng dẫn anh em kết nối giữa cái EQG anh em. Đây này EQG này ha. Thì EQG mình cũng gắn ra mình ghim vô lại thôi, cái gì cũng dễ luôn. EQG nó rất là dễ dàng. EQG ghim vô đây. Đây anh em. Thì đây thì ở sau đó nè.
sao đây ha, tại vì đây cầm có con tay nha, quay nó hơi khó, quay lại cho em xem ha. Đó. Cái đường này là chui đỏ anh em, là đường ốc sen này ha, ốc sen này ha, thì đường nó đường ga mình ghim vô đường in nè, đường in của con quang nè, của con eco gời ha, con eco gời nha. Đó, về đường ga nè, đường ga nó thì nó vào đường CT nè, đường đường CT, ốc CT anh em, ốc CT ha, ốc CT dưới. Thì đó, thì đó là mình lấy đường con quang lên. Để em quay lại em test cho anh em nghe ha. Đó. Lại con lấy con đó nha. Thì nó thật sự mà nếu mà nói so sánh anh em, so sánh mà giữa mà cái mixer á, mixer mà nó có effect luôn á, thì nó không thể nào mà nó hay hơn cái con FXG nha. FXG lúc nào vẫn hay anh em. Khi mình gắn vô đây là cái dàn nhạc mình cái dàn mic mình ra mình ca đó, nó rất là bay bổng nha. Eco G lúc nào vẫn hay hơn là ở hay hơn trong cái mixer mà dính liền eco nha anh em. G lúc nào cũng hay hơn á. Cái thứ hai á là những con vang số những anh em nó con vang mà những con vang số này kia so sánh với eco G không có cửa, không bao giờ qua. Cái gì đã G là lúc nào cũng hay nha anh em. Đi. Thật sự 100%. Cái gì gời là lúc nào cũng hay, giống như anh em mua một cặp loa gời, bộ gời anh em ghép phối đúng đó là hay, cực kỳ hay luôn. Ở đây là em nói thật sự luôn. Thì đây là em sẽ mở alo cho anh em nghe ha. Đây là dạng như em nói là anh em là cái mấy cái mà nó Alo. Đây là em hướng dẫn anh em ghi cái đường của thằng đồ nha anh em. Để em chỉnh nhẹ nhẹ lại tại vì này nó còn đây là mình nói về con vang nha, có cái con em đang ghép con eco gời anh em, eco gời nha. Alo đang em test con eco gời nè anh em nghe nè ha. Alo cái đèn tín hiệu trên đó nó nhảy đó anh em, và để em chỉnh cái độ nhảy đó nha. Alo 1 2 2 2 2 2. Đây này cũng làm nó hơi rối. Alo nhanh chậm anh em. Alo 1 1 2 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
sau. Alo, 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi đó, thì hôm nay em hướng dẫn cho anh em chi tiết đó ha. Sẵn đây cũng giới thiệu để bán luôn nha anh em. Về được hai con yêu của rồi. Hàng bán em bán. Bên em bán thì nào bao chạy là bao chạy. Anh em tới nhận hàng không chạy có quyền đổi là được ha. Bao zin luôn. Đó là hôm nay em bán những cái mặt hàng này anh em. Hai cô gời mới về. Dòng này thì đi quay cô gời. Anh em nào, những anh em nào chỉ gọi em đăng mà mua không được đó, hôm nay gặp video này mua alo giùm em nha. Thì con này là con văn cơ luôn Putin. Con này thì nói chung là hàng là để xài, nhưng mà rốt cuộc bây giờ bán là cho những anh em nào nhu cầu cần thì xài, còn anh em có cần thì mua con này nha. Con này không có còn hàng đâu. Hàng anh em nhìn linh kiện thì khủng khiếp rồi. Và ở đây thì mixer 1642 vintage gồ ha. Hàng đẹp nha. Này hàng đẹp long lanh nha anh em. Và ở đây cũng đây là 1642 gồ luôn nha. Em đang còn hàng nha này. Còn hàng nha.
còn hàng luôn. Thì anh em nào có nhu cầu cần thì liên hệ em mấy món hôm nay nha. Sẵn em cũng giới thiệu về cách đấu nối giữa con Van G và con Eco G. Thì nói chung anh em nào đã biết thì có gì thì sai sót thì anh em bỏ qua ha. Thì chủ yếu mình giới thiệu, mình hướng dẫn những anh em nào chưa biết. Nói chung là em cũng còn lu bu công việc lắm, mà cố gắng để cho anh em hướng dẫn cho những anh em mua mấy con mixer mới bán ở đây nè. Có nhiều khách hàng đang bị rối nên em làm clip này để cho anh mấy ảnh làm theo. Còn những anh em làm không được thì anh em nào có gì vào Zalo bên hỗ trợ ha. Và em kết thúc video hôm nay, hẹn những anh em những video tiếp theo. Còn những anh em nào mới tham gia kênh đó mà thấy hay, đăng ký vô kênh để ủng hộ xem mặt hàng nha. Với thứ hai thì cái này em không kết nhạc lên được anh em, tại do dính sợ dính bản quyền. Cái vụ nhạc thì anh em yên tâm, nhạc thì ghim vô dặn lên hát thôi, không có gì hết, rất là dễ ha. Rồi em cũng kết thúc video hôm nay anh em, hẹn anh em những video tiếp theo nha. Xin chào.